Tỉnh dậy khỏi giấc mơ về trò chơi anh hùng với một chàng trai bí ẩn trở thành Kamen Rider Kiss. Keiwa nói tất cả mọi thứ với chị mình, nhưng cô ấy phủ nhận tất cả những gì mà em trai mình nói. Tình cờ anh lại nhìn thấy những hình ảnh trên TV thể hiện rằng giấc mơ đó có lẽ không phải đơn thuần chỉ là giấc mơ. Quay đến Kamen Rider Kiss, lúc này đã có tất cả mọi thứ, tiền tài và danh vọng, khi thế giới của anh ấy đã được kiến tạo nên sau khi thắng trò chơi anh hùng. Cô gái bí ẩn lại một lần nữa tìm tới anh và đưa ra anh chiếc driver. Sau khi cô ấy đã thấy anh đã hoàn thành trò chơi, anh có muốn tiếp tục hay không? Chiếc driver đã được đưa ra. Ace, mục đích của anh thật sự là gì? Anh ấy đang kiểm tra xem giới hạn của trò chơi này như thế nào. Mặc dù đã mời cô gái bí ẩn ăn bữa ăn với mình, có vẻ cô ta vẫn chẳng hề có sự thay đổi gì. Trò chơi này chắc chắn có một giới hạn nào đó và tôi sẽ tìm ra nó, nên tôi sẽ tiếp tục tham gia. Trở về với Keiwa giống như cuối tập 1, sau khi nhận được chiếc driver từ cô gái bí ẩn, anh ấy đã sử dụng Core ID và chuyển hóa. Nhưng chưa kịp biến hình thì nó đã đưa anh ấy tới một không gian bí ẩn, nơi mà luật lệ của trò chơi đã được cô gái bí ẩn truyền đạt cho tất cả. Đơn giản mà thôi, người chiến thắng sẽ giành được điều ước, và thế giới chúng ta đang bị tấn công một đám quái vật. Chiến thắng chúng, khi chúng tấn công, khi số điểm cao nhất, họ sẽ có điều ước để kiến tạo ra thế giới của mình. Không ngại ngần ghi điều ước, Keiwa vô cùng vui vẻ và tham gia trò chơi. Bức màn đã được mở ra, không gian trò chơi đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều thu thập những chiếc item rải rác, những chiếc Bosco ở khắp mọi nơi. Chúng là thứ sẽ giúp họ có được sức mạnh, chỉ thay vì hình dạng Rider cơ bản chẳng hề có sức mạnh gì. Tất cả mọi người đều thu thập được. Kids của chúng ta thì thu thập được một chiếc khiên cũng như khẩu súng nước khá vô dụng. Keiwa thì may mắn hơn khi nấy nhặt được chiếc Bosco có thể coi là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, Boost. Nhưng liệu anh ấy có sử dụng được nó hay không? Và tình cờ thay anh ấy lại gặp được người phỏng vấn mình. Mục đích của ông ta chính là cứu giúp con trai của mình. Một người có tiền tài và địa vị như mấy thì chỉ có thể là người thân, tình cảm mới có thể làm mấy phải tham gia một trò chơi định mệnh như thế này. Con trai ông ta đã bị mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi nên bắt buộc phải tham gia. Có vẻ như thời gian đã điểm, tên quản gia bí ẩn ở tập đầu tiên đưa những người đã thu thập những Bosco đến một căn phòng nghỉ. Đây giống như căn phòng giải lao trước khi họ nhận nhiệm vụ chính. Tranh cãi ở đây khá nhiều và Buffa vẫn nhớ tất cả mọi chuyện, giống như Kamaru Takun, Keiwa, họ tất cả đều nhớ về Kiss. Buffa khịa Kiss khá nhiều, nhưng tất cả những chuyện ẩu đả thì không thể diễn ra ở đây. Tại sao anh ấy lại khịa Kiss như vậy? Vì hiện tại hai chiếc Bosco, một chiếc Boost thì không biết ở đâu, nhưng mà chiếc Magnum thì có lẽ như có một tên khác đang chiếm giữ. Trò chơi mà chỉ có khiên và một khẩu súng nước thì có lẽ người khó lòng mà thắng được rồi, Kiss. Sau đó thì họ nhận được nhiệm vụ, những người không nhặt được Bosco sẽ bị loại ngay khỏi trò chơi. Và họ nhận nhiệm vụ đầu tiên là đánh bại tên quái vật thủ lĩnh của toán cướp. Tất cả mọi người đã được chuyển hóa thành Kamen Rider. Những người chưa chuyển hóa lần nào thì khá ngạc nhiên, nhưng những Rider chân chính thì họ không ngạc nhiên cho lắm. Trận chiến diễn ra với sự gian xảo tình cấu trúc. Hắn ta sử dụng Magnum và bắn tỉa liên hồi, không bao giờ ham chiến. Với hình dạng Counter Tycoon, nấy vẫn không có đủ dũng cảm để chiến đấu vì nghe rằng trò chơi này sẽ hy sinh cả bản thân khi bản thân là Rider. Người thường thì may mắn có thể hồi sinh, nhưng Rider thì đéo. Chứng kiến sự hy sinh đầu tiên, có hiềm quyết tâm, Kiss A cũng nói rằng quyết tâm của mình, điều ước của tôi chính là cứu tất cả những đứa trẻ. Cũng như phần đó lấy được niềm tin của Keiwa, khiến anh đưa cho A chiếc Bosco Push, giúp anh đánh bại hoàn toàn tên quái vật sơn tặc. Sau đó, A tiết lộ tôi chỉ đùa thôi, điều ước của A là gì? Khi điều ước đó là sự thật, chúng ta sẽ được quay tới khung cảnh của cô gái bí ẩn, còn hiện tại thì vẫn chưa. Nên đó chắc chắn không phải điều ước của A. Nhiệm vụ đã kết thúc, tất cả mọi người hãy trở về, khi nào có nhiệm vụ mới, chúng tôi sẽ liên hệ. Thì phần của Keiwa, anh liệu điều ước có thể hồi sinh tất cả mọi người hay không? Có lẽ hòa bình không phải là điều quan trọng nhất, cứu sống tất cả những người đã hy sinh mới thật sự là điều quan trọng. Tất cả mọi thứ đều sẽ được thành hiện thực. Và Keiwa đã có một điểm vô cùng tốt trong mắt của cô gái streamer. Đây có phải là điều tốt với mối quan hệ của cả hai? Quay về thế giới hiện tại, gia đình của tên Rider xấu số ta đã được giúp bởi một chàng trai bí ẩn cưu mang con trai của ông ta. Đó chính là Kiss. Anh ấy cảm nhận thấy sau khi bước ra khỏi bệnh viện, có lẽ như ai đó đang theo dõi mình. Trò chơi này không đơn giản như vậy. Game Master đang theo dõi Kiss. Game Master cũng không hiểu Kiss, và Kiss có lẽ cũng cảm nhận thấy sự tồn tại của Game Master. Trò chơi lại tiếp tục. Counter Kiss tập 2 kết thúc.